chiếc Future mới là một chiếc Thái Tơi mới cho anh em ha. Là nồi chiếc Thái thì bền nhẹ xe. Chào anh em Future 125 ha. Giới thiệu với anh em làm cái nồi bố Thái ha. Con này thì bị tình trạng là tuột nồi với ly nồi nha. Sáng nay sẽ cho anh em tham khảo mình cái nồi cũ ha. À, cái nồi cũ thì cái chuông có vớt qua nè, bị sọc chuông ha. Đó, bố thì bị là mòn chai rồi, không còn cái độ bám nữa nha. Có mòn chai nè. Phần cái bố nồi sau mình đã coi sơ qua chủ xe rồi. Đi sắt lô nè, nó bị tình trạng là tuột nồi mau mòn ha. À, sắt này thì anh em đừng đi sắt lỗ, sắt lỗ sẽ bào bố của anh em ha. Mình trả lại sắt dinh Thái chủ xe luôn. Đó. Rồi, cấu hình nguyên cái bộ nồi sẽ đi cho anh em là nồi bố Thái nha. Rồi phần chuông nồi nè. Chuông nồi dinh Thái nè, với sơn nguyên trắng này mà full mới cho anh em ha. Đi lại cho anh em là bố ba càng dinh Thái nha. Đó. 1 2 3 full dinh Thái luôn, không có đi bố dán nha. Phần cái nồi sau mình đi chủ xe combo là bố nó bố Thái bản lớn một lệnh ha. Đó. Bản lớn nha, không đi bản nhỏ nó mau bị tuột nồi nha, bản lớn. Dinh Thái 1 2 3 4 ha. Bố nó bố dinh Thái bản lớn nha. Đó, đi kèm cho chủ xe là sắt dinh Thái luôn. Anh em để ý sắt này nó sẽ không có lỗi nha, sắt mịn nha. 1 2 3 trắng đẹp chỉnh full mới nha. Đó. Anh em mà muốn lên cái bộ nồi Thái chiếc Future 125 thì ghé bên độ xe mình nha. Mình sẽ làm cho anh em một nồi chạy bền nhẹ xe nha. Rồi, chào anh em. Chào anh em Future 125, giới thiệu với anh em cấu hình ráp của bộ nồi. Đầu tiên mình sẽ cho phần cái lá bố nồi vô phần cái đế nồi nha. Thì lá bố nó sẽ có chiều côn và là cái chiều bén, chiều côn nằm dưới còn chiều bén nằm trên. Lá sắt vậy ha, sắt thì anh em cho chiều côn nằm dưới nha, còn cái chiều bén nằm trên luôn. Đó, full combo nguyên bộ. Có bình này 4 bố 3 sắt nha anh em. Rồi, thế nào cho bạn ép nồi vô. Rồi, thế hành là cho 6 cái lò xo nồi vô. Rồi sẽ định tâm lò xo nồi nha. Lò xo thì có hai chiều, cái này là chiều lớn nằm dưới nha, còn chiều nhỏ nằm trên. Hành cho ép nồi gồm 3 táng 6 chân nha. Đó, chỉ siết 3 ép 3 con thôi. Rồi gồm 6 chân. Đó, siết đều 3 con nha ha. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ nồi sâu vô phần cái chuồng heo nha, để mình định tâm phần cái lá bố nồi. Rồi chúng ta hành siết đều 3 con táng, siết 6 là xo nồi nha. Nguyên tắc sẽ là đối chiếu nhau. Đó. Nguyên tắc siết hình ngôi sao nha. Đó. Siết đều từng con một. Anh em lưu ý là phải định tâm cái lò xo nồi nha, định tâm là xo nồi ngay thẳng ha. Đó, 6 là xo nồi. Rồi, tiến hành là cho phần cái bộ nồi sau với lại cái chuông nồi trước vô ha. Tới thằng cái bố ba càng nồi trước vô. Tới lồng đền dày nồi sau, tán nồi sau. Nồi trước thì gồm hai lồng đền nha, một lồng đền chặn phe, lồng đền outside tán nồi trước nha anh em. Đó, tiến hành là cho tán nồi sau với lại phần nồi trước vô. Rồi, tiến hành là bắn cái nồi trước nha anh em. Bắn nồi trước sau đó mình sẽ lắc kê lại toàn bộ lồng đền chặn phe nồi trước luôn. Đó, lắc kê đều tại toàn bộ lồng đền chặn phe nồi trước. Sau đó mình sẽ lắp cái nắp lồng vớt ly tâm. Rồi, tiến hành siết đều 3 con tán ép nắp lồng vớt ly tâm nha. Mình sẽ tiến hành là cho còn mỗi người sẽ test cho anh em full bộ nồi Thái và chiếc Future 125 nha anh em. Đây là chiếc Future mới là một chiếc Thái bền nhẹ xe nha. Còn là nồi chiếc Thái thì bền nhẹ xe. Thay full chuông bố ba càng. À, đi full là bố sắt nồi Thái nha, không có đi lại bố cũ nữa, bố cũ bị sắt lô sắt lô rồi. Đó, đây là Thái chạy nhẹ xe. Em chưa ha, nồi dinh Thái thì nó bóc nhẹ nhàng. Anh em muốn nói là nồi Thái thì bóc nhẹ nhàng thì ghé bên nào để xem. Rất giọt nha nè, full dinh nồi Thái, êm ru nhẹ nhàng, tiết kiệm xăng cho anh em. Bên mình thì chuyên dòng nồi Thái, dòng Future 125 nha. Anh em có nhu cầu thì ghé ủng hộ ha. Bao làm cho anh em chạy đi chơi, đi tour, đi phượt, rồi ráp nha. Ok nha. Rất hot nha nè. Quá ok. Mình test vài dòng cho anh em tham khảo rồi mình giao xe nha. À, nồi Thái bên độ xe bên này có bảo hành nha. Bảo hành bên anh em. Anh miễn phí cho ha, ngồi chạy đất bơi, chạy 5-10 năm là ok em ha. Rồi cảm ơn anh em Future rất nhiều nha.